con phải làm sao đây? Đã mấy năm nay tìm hiểu về Phật Pháp mà hiện giờ con không thể nào bỏ tất cả để nhận lỗi. Con thấy hổ thẹn quá. Thưa Thầy, liệu con có nên tiếp tục im lặng? Xin Thầy khai thị cho con để con biết con phải làm gì ạ? Mấy năm rồi, tâm không được an. Đó là gì? Là mình làm ra một cái điều lỗi lầm lớn mà không dám nhận lỗi với gì? Với mọi người. Phật tử này, tôi chưa biết là Phật tử này tạo ra một cái lỗi lầm gì. Nhưng mà nói là gì? Ở đây chỉ nói là đã gây ra một lỗi lầm lớn, một cơ hội lớn của công ty bị đánh mất và lại bị liên lụy tới đến mấy bạn đồng nghiệp, khiến cho tâm không thể nào được an. Nhưng mà gì, vì có thể là địa vị cao cho nên thì không dám nhận lỗi trước thủ trưởng của mình, trước ban giám đốc và trước các đồng nghiệp của mình. Và Phật tử nói nếu mà nhận lỗi thì có thể sẽ mất việc và là mất niềm tin với bạn bè, là mất tất cả, vân vân. Cho nên cứ yên lặng như vậy. Nhưng yên lặng như vậy mấy năm nay rồi, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy là mình là người có lỗi và cảm thấy rất hổ thẹn. Không chỉ mấy năm đâu, mà nếu như mà phải mình không dám dũng cảm có lỗi, mà không dám gì dũng cảm để đứng lên để nhận lỗi ấy, thì không chỉ mấy năm mà gì, nó còn theo đến suốt cuộc đời này. Không chỉ hết cuộc đời này mà nó còn tiếp tục lại cái quả ở cuộc đời sau của mình. Là người học Phật chúng ta, điều quan trọng Phật nói gì? Có lỗi thì phải biết ăn năn sám hối để sửa đổi. Sám là sao? Sám nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là sao? Hối tức là ăn năn chừa cải, thể nguyện không tái phạm những gì, những lần sau. Đó gọi là cách sám hối chân chính của nhà Phật. Người học Phật biết mình có lỗi mà không gì không sám hối, biết mình có tội mà gì mà coi như mình không có tội, thì chắc chắn không phải là người học Phật chân chính. Học Phật như vậy có 100 năm cũng chẳng hiểu được Phật, 1000 năm không hiểu được Phật, 1000 năm cũng chẳng hiểu được Phật. Dẫu cho gì, cho nhiều hơn nữa thời gian, vạn vạn năm sau cũng chẳng thể nào hiểu được Phật và thâm nhập được vào ngôi nhà của Đức Phật. Cho nên nếu Phật tử này hỏi, Thầy chỉ có biết khuyên là nên thẳng thắn nhìn vào cái lỗi lầm của mình. Lỗi của mình gây ra tới đâu, mình sẵn sàng gì nhận và sửa tới đó. Mình là người thực sự có tài, chỗ này không dùng, chỗ khác sẽ dùng. Mình không sợ là gì? Là không có công ăn việc làm nữa. Kể cả tội mình gì, mình giết người, mình cũng phải gì, phải dám đối trước pháp luật mà gì, mà tự thú là gì, mình đã từng giết người. Để cho đời sau, để cho sau khi mình mất đi, mình có thể giấu được gì ở đời này, giấu được pháp luật ở đời này kiếp này. Nhưng người học Phật chúng ta phải hiểu được nhân quả rõ ràng đến đời sau. Hai vị thần Câu Sinh Thức của chúng ta không thể gì mà cãi được đâu. Hai vị này làm việc rất công bằng. Chúng ta có cãi thì cũng không thể cãi được. Mà có cãi được á, ở dưới cõi âm ti địa phủ của Diêm Vương có một cái kính, gọi là nghiệt kính đài. Chúng ta xoay qua cái kính đó giống như bộ phim. Đi qua cái kính đó giống bộ phim ở cả một cuộc đời chúng ta, nó chiếu lại từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta tạo tội và khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Không có cách chi để cho chúng ta giấu được nghiệt đài kính của thập điện Diêm Vương. Cho nên là cái điều tốt nhất là gì? Nên bày tỏ để ăn năn sám hối. Nếu mà ban lãnh đạo công ty mà họ còn gì, họ còn tin tưởng, họ còn dùng mình, thì mình gì tận tâm tận lực để làm, để chuộc lại cái lỗi. Còn nếu họ không tin, không dùng mình cũng sẵn sàng phải chấp nhận ra đi và mình tìm một công việc mới, tìm một chỗ làm mới. Đấy mới là gì? Một con người quân tử. Đấy mới là con người gì? Con người học Phật. Đấy mới là một đệ tử Phật chân chính.
biết ăn năn, biết sửa những lỗi lầm của mình để trở thành một con người gì, một con người tốt hơn, chuẩn bị cho mình một tương lai, một hành trang để trở thành một gì, một vị Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sinh gì ở đời này hoặc là đời sau, hoặc là những đời sau nữa. Còn mình không biết nhận lỗi, luôn luôn như vậy thì đời này mình đau khổ, đời sau mình càng đau khổ hơn, và không bao giờ mình tiến tu được trên con đường cầu đạo, học đạo của mình. Cho nên với trường hợp này, thầy không biết Phật tử này gây ra tội lỗi lớn gì, nhưng dẫu có lớn đến đâu, như là cướp của, giết người, vân vân, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.